Cãi hoài. Thầy đi khất thực nhà giàu thì chỉ trích thầy kia, ngài Tu Bồ Đề chỉ trích ngài Ca Diếp tại sao đi khất thực nhà nghèo như thế. Còn ngài Ca Diếp mới nói rằng ngài thích ăn ngon mặc sướng quá, thành ra ngài cứ đi khất thực nhà giàu mà ngài bỏ người nghèo, mà hai ngài cứ cãi hoài. Rồi cuối cùng cái chuyện phải lên thưa với Đức Phật. Các vị biết vậy chứ, Đức Phật ngày xưa để giải quyết chuyện trong chúng tăng không cũng mệt mỏi chứ không phải là chuyện bình thường, phải không? Chúng ta đọc kinh điển chúng ta thấy vậy. Cái cuộc đời thật mà Đức Phật để gọi là giáo hóa 1250 vị tỳ kheo cùng đi với ngài đó không có đơn giản đâu. Ở trong chúng này có 70 mấy 80 người là ban lãnh chúng là muốn điên rồi, phải không? Mỗi một người một ý, một ý, một ý, một ý thôi. Là đôi khi là làm mệt mỏi, chứ đừng nói Đức Phật. Các hàng thánh tăng mà còn là như vậy, chứ đừng nói là phàm phu như chúng ta. Nhưng các ngài có cái lý của các ngài. Ngài Tu Bồ Đề trong cuộc đời ngài sanh ra, từ khi ngài có mặt đó là gia đình của ngài sung túc một cách lạ kỳ, không? Trước khi ngài sanh ra thì tự nhiên gia đình mất hết tất cả các tài sản, các vị. Điều này trong lịch sử ghi đấy nghe. Tu Bồ Đề trước khi ba ngài sanh ra đó là gia đình không còn một cái tài sản nào ở trong nhà hết đó, biến mất hết đó. Rồi sau ba ngày đó tất cả các đồ nó tự có lại, cho nên gọi là thiện hiện là vậy. Ta liềm lành. Chính cái nền tảng đó mà khi tu tập trở thành một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Tu Bồ Đề trở thành cái người gì đệ nhất? Giải không đệ nhất. Và cũng chính vì cái từ giải không đệ nhất đó, cho nên ngài mới trở thành đại diện cho hội chúng mà thưa hỏi với Đức Phật trong Kinh Kim Cang này. Các vị thấy là như vậy. Và ngài là một người rất có phước báo, biệt lạ kỳ như vậy á. Thông minh bác lãm từ thời nhỏ. Ngài theo đạo Bà La Môn chứ không phải là theo đạo Phật, mà cuối cùng ngài được Đức Phật thuần hóa, không? Và cuối cùng ngài theo Đức Phật. Chứ mới đầu là ngài nghe danh của Đức Phật nhưng mà ngài rất là khinh thường, không? Tại vì ngài là người học giỏi quá, cho nên nghe danh tiếng của Đức Phật ngài không cần bận tâm. Nhưng mà tình cờ đi nghe lén thăm dò thử coi ông này là ai và như thế nào, mà bị thuyết phục bởi những lời dạy của Đức Phật. Rồi cuối cùng xuất gia tu hành, từ bỏ đạo Bà La Môn đi theo Phật. Nhưng mà khi ngài đi khất thực, ngài lại khất thực nhà giàu. Điều này đương nhiên, ngài nói trong cái tâm niệm của ngài, ngài nói như thế này: không phải là ngài thích ăn ngon mà ngài đi khất thực nhà giàu. Ngài nghĩ như thế này: nhà giàu thì lúc nào cũng dư thừa, cho nên nếu ngài có xin một miếng ăn thì cũng không đến nỗi thiếu ở người ta. Vì vậy ngài không muốn làm phiền làm lụy ai hả? Cho nên ngài xin với những người giàu. Còn ngài nói nhà nghèo thì khó khăn, cho nên đôi khi cái bữa ăn còn không đủ mà bây giờ phải nhín ra cho mình nữa thì rất là tội nghiệp cho họ, họ ăn không có trọn. Cái suy nghĩ của ngài Tu Bồ Đề là như vậy mà ngài đi khất thực nhà giàu. Nhưng mà ngài Ca Diếp thì ngược lại, thấy không? Ngài Ca Diếp là cái gì đệ nhất? Đầu đà đệ nhất, tức là ngài thực hành khổ hạnh như vậy, không? Cho nên nó cũng ứng với cái hạnh của ngài Ca Diếp là ngài Ca Diếp đi xin là toàn là xin nhà nghèo không. Nhưng mà thật ra khi ngài đi xin nhà nghèo thì ngài có cái suy nghĩ của ngài. Ngài nói là họ đã nhiều kiếp nhiều đời ích kỷ sang tham, thiếu bố thí, thiếu chia sẻ mà họ phải bị cái nghiệp nghèo như vậy. Bây giờ mình tạo cái duyên cho họ làm phước bố thí để họ giải cái nghiệp nghèo của họ đi, để họ thay đổi thân phận cuộc đời của họ. Ngài Ca Diếp nhìn ở góc độ về nghiệp chướng ở chỗ này, còn ngài Tu Bồ Đề nhìn ở chỗ là vì cảm xúc bằng lòng từ bi thật ở chỗ này. Cho nên hai ngài có hai cái quan niệm, mặc dầu hai quan niệm này có những cái hay của nó, nhưng mà khi Đức Phật nghe tranh cãi và Đức Phật cho gọi Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp lên và Đức Phật hỏi lý do của hai vị, và hai ngài trình bày cái quan điểm của hai ngài là tại sao mà đi khất thực nhà nghèo và tại sao đi khất thực nhà giàu. Và lúc đó Đức Phật quở trách, và Đức Phật nói là các thầy đó là A-la-hán, phải có cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh thì phải thứ tự mà khất thực đi thứ lớp như thế này, chứ không có chọn nhà giàu bỏ nhà nghèo hay là chọn nhà nghèo bỏ nhà giàu như vậy. Cho dù mỗi vị thầy đều có quan niệm riêng
Nhưng mà với cái nhìn bình đẳng của Đức Phật là Đức Phật cấm hàng đệ tử không được phân chia trong việc khất thực như vậy. Cho nên ở trong câu này ghi lại là Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà khất thực. Có nghĩa là nhà nào cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được, miễn là đi tới đó thì cứ dừng lại, rồi không có thì đi tiếp, tới khi nào đủ thì thôi. Đó. Trong cái nội dung câu kinh này là chúng ta thấy nó bình thường, nó đơn giản, nhưng mà nó toát lên một cái uy nghi cung cách của một vị Phật, của một con người bằng xương, bằng thịt giữa cuộc đời này. Cho nên tôi nói với các vị, chúng ta rất tự hào về Đức Phật của chúng ta. Chúng ta phải tự hào thật lòng. Tại sao vậy? Chúng ta có một học thuyết giữa một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là bằng huyền thoại. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Nếu mà con người có mặt trên cuộc đời này huyền thoại, cái điều đó không có ý nghĩa gì cho cuộc đời của chúng ta hết á. Mà chính cái học thuyết chân thật như thế này, một con người lịch sử như thế đã có khả năng tu tập chứng đắc được, thì tất cả chúng ta ở đây mới có cơ hội để chứng đắc. Và chính điều đó mà Đức Phật mới nói được rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là gì vậy? Đức Phật một con người cũng bằng xương bằng thịt, có đầy đủ hỷ nộ ái ố, bao nhiêu phiền não như chúng sinh trên cuộc đời. Nhưng mà Ngài bằng sự nỗ lực tu tập Ngài giác ngộ được, thì Ngài cũng nghĩ rằng tất cả các chúng sinh khác cũng còn hỷ nộ ái ố vậy vậy đó. Thì nếu mà quyết lòng dụng công tu tập thì cũng có thể trở thành Ngài được. Cái điều này nó rất thực, trên một cái gọi là suy luận nó là như vậy, chứ không có gì gọi là khác biệt. Qua cái phần đoạn thứ hai, cái duyên khởi của cái đoạn này để nói lên cái phần của là thiện hiện khải thỉnh, tức là Ngài tu Bồ Đề. Bấy giờ ông trưởng lão tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệt áo bên vai hữu, gối bên hữu, quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm cho các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm như thế nào? Cái đoạn này là đoạn duyên khởi của toàn bộ tất cả bản kinh Kim Cang. Mà hai cái vấn đề này giải quyết hết tất cả bộ kinh Kim Cang, chỉ có giải quyết một câu hỏi của Ngài tu Bồ Đề thôi. Thiện nam tín nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm? Vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Hai cái câu này là cái câu nói chung là cốt lõi nhất, là chính yếu nhất, và trong toàn bộ bản kinh này cũng nhằm lý giải hai câu này mà thôi. Chúng ta thấy như vậy. Trong cái này chúng ta thấy hai cái phần quan trọng nhất là hàng phục tâm và an trụ tâm. Thật ra tất cả đời sống tu hành của tất cả chúng ta cũng là như thế thôi. Chúng ta làm sao để điều phục được tâm của mình? Để kể về quá trình điều phục tâm thì các vị đọc trong bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi ở trong kinh Trung Bộ á, các vị thấy ngày xưa Đức Phật làm cái cách để mà điều phục tâm mình á, các vị thấy vô cùng tuyệt vời. Các vị cảm thấy Đức Phật tự chiến thắng với chính mình trong nhiều tình huống khác nhau. Các vị thấy có những lúc Đức Phật ở trong rừng sâu á, một mình mà tu hành, về mặt khách quan thông thường là ma quỷ thế này thế kia, đúng không? Rồi các rắn rít và thú dữ, mà một bản thân Đức Phật như vậy, bằng xương bằng thịt như vậy, ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy, Ngài diễn tả lại trong cái quá trình Ngài tu tập, Ngài sợ hãi, trong đó có cả sợ ma nữa, sợ như thế nào? Một tiếng gió lay động nhẹ thôi, một cái lá rơi kêu sột soạt thôi, thì Ngài cảm thấy sợ hãi toát cả mồ hôi và dựng cả lông tóc. Ngài diễn tả lại như vậy đó. Rồi một khi nghe tiếng dấu chân của một con thú đi qua thôi, một con hổ hay là một con sư tử, hay là tiếng sột soạt của con rắn bò, tất cả cái này Ngài cảm thấy dựng ốc, cảm thấy lo sợ, sợ hãi, toát mồ hôi, muốn ngất xỉu. Ngài diễn tả lại quá trình Ngài điều phục tâm Ngài. Các vị thấy rất là thương Ngài như vậy.
Các vị thử ở trong một môi trường tập thể, các vị có đèn nè, các vị có huynh đệ nè, các vị có sợ ma không? Vậy mà có người ngủ chung phòng vậy đó, phòng sát 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 vậy mà sợ ma không dám ngủ nữa. Thành ra chúng ta thấy từng cái cảm giác như vậy mà chúng ta chưa chiến thắng được, thì đừng có hòng mà chúng ta có thể làm chủ và hàng phục tâm được mình như thế nào. Không đơn giản đâu, nói thì đơn giản như vậy đó, nhưng mà để thực hiện được điều này chẳng đơn giản tí nào. Chúng ta thấy, đọc trong kinh Trung Bộ rồi, chúng ta thấy con người thật của Đức Phật diễn tả lại cái quá trình Ngài tu hành hay vô cùng. Mà vậy đó, rồi cuối cùng Ngài đã chiến thắng và Ngài khắc phục được tâm Ngài như thế nào. Thậm chí có những lúc Ngài nói Ngài bậm môi, Ngài cắn lưỡi, Ngài chân mình, Ngài nuốt hơi thở để làm sao giữ được cho tâm yên. Tất cả cái kinh nghiệm của các Ngài, Ngài để lại cho chúng ta thấy. Đọc trong những bản kinh đó chúng ta thấy xót xa vô cùng. Rồi cuối cùng được định tĩnh an lạc và bình thản giữa tất cả dông tố vũ bão ma quái gì đó, hay là rắn rít thú dữ gì đó, sau này tâm được bình lặng. Nó phải trải qua những quá trình tu hành khắc phục tâm như thế nào. Cho nên ở đây những người tu hành mà để gọi là hàng phục tâm hay là an trụ tâm, thật ra cái này cũng chỉ là cái mục đích tối hậu của tất cả chúng ta luôn, chứ không phải là Phật tử nào cả. Cái ở trong đây thì chúng ta thấy người thiện nam, thiện nữ, chứ thật ra tôi nghĩ cái này là tất cả những thiện nam, thiện nữ, hay là nói về tất cả các bậc Bồ Tát, chứ không phải là những bậc cư sĩ bình thường. Rồi Đức Phật dạy tiếp, đây là cái đoạn thứ 3, tức là tới cái phần gì? Cái phần là Đại Thừa Chánh Tông, tức là Đức Phật nêu ra đó. Đức Phật dạy: hai thai, hai thai, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông vừa nói, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Nay ông lên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm như thế này. Thì ở đây khi mà chúng ta dịch ra cái văn này, chúng ta cảm thấy nó hơi ngờ ngợ và khó hiểu ở đoạn này. Và có những vị khi mà phân tích diễn giải thì dùng hai chữ như thị là để nói như thế này, tức là để lên một cái ẩn ý cao thâm của Đức Phật. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng chúng ta tự diễn dịch hơn là thực tế của văn bản. Nhưng mà khi vào văn bản tiếng Anh, chúng ta được dịch, chúng ta đọc thấy tương đối dễ hiểu ngay cái đoạn này. Vào văn bản tiếng Anh thì dịch theo cái cấu trúc mà để chúng ta cảm nhận rằng Đức Phật thừa nhận, Đức Phật khen cái câu hỏi của Tu Bồ Đề. Rồi Đức Phật thừa nhận rằng cái câu hỏi ông như vậy đó là cái câu hỏi đó rất hay, và ta sẽ trả lời cho các ông nghe. Cái qua văn bản tiếng Anh thì chúng ta hiểu như vậy. Còn ở đây khi qua văn bản tiếng Hán được dịch thì chúng ta cứ hiểu Đức Phật trả lời cái điều ông nói thì ta trả lời như vậy đó. Thì cái này nó lại không hợp với một cái bố cục của một cái câu trả lời. Tại sao vậy? Ủa chưa nói gì hết mà sao là như vậy được? Có phải đúng không? Về nguyên tắc là Đức Phật phải nói cái gì rồi Đức Phật mới kết luận là ta nói như vậy thì các ông nên lắng nghe. Đức Phật chưa nói gì hết, mà ở đây khi mà chúng ta đọc trong các bản chữ Hán thì tại phần lớn chúng ta dịch theo văn Hán thì cái cấu trúc chúng ta cảm thấy là chúng ta hiểu nó ngờ ngợ như vậy đó. Cho nên là đôi khi có những vị cứ diễn dịch cái này là Đức Phật trả lời như vậy là hàm một cái mật ý cao thâm hai cái từ như thị rồi. Tại vì thật ra trong kinh Pháp Hoa có nói gì như thị không? Thập như thị đó, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, như thị này kia đó, là như thị đó. Nhưng mà chúng ta gán ép như vậy là nó lại không hợp trong đoạn kinh này. Theo cái suy nghĩ của tôi là như vậy. Và thật ra tôi không phải riêng suy nghĩ, mà do quá trình tôi đọc những văn bản đã được Chư Tôn Đức dịch từ bản văn tiếng Anh, hay là trực tiếp từ bản Sanskrit, hay là những cái bản được dịch qua tiếng Hán, thì tôi thấy có những cái đoạn rất rõ ràng chỗ này, mà tôi muốn đọc lại cho quý thầy nghe để quý thầy so sánh. Qua văn bản tiếng Anh chúng ta được dịch là như thế này: Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề, lành thai, này Tu Bồ Đề, đúng vậy, như điều ông nói, này Tu Bồ Đề, Như Lai, này Tu Bồ Đề đã giúp đỡ cho các Bồ Tát với sự hỗ trợ cao quý nhất. Vì vậy, này Tu Bồ Đề hãy lắng nghe, ta sẽ chỉ rõ cho ông làm thế nào để các thiện nam tín nữ phát tâm cầu quả vị Phật, an trú tâm, phát triển và hàng phục tâm. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, ta sẽ nói. Còn ở đây thì các vị thấy sao? Các vị đọc lại cái này ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Rồi cái trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm mình như thế này. Ủa như thế này là như thế nào?
Hả? Đức Phật chưa nói gì hết. Thành ra khi đọc vô như vậy là chúng ta đừng nói là Đức Phật ẩn một cái ý như thị ở trong này. Không phải vậy. Để gọi là theo từng mạch văn chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng, khi đọc qua bản tiếng Anh chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói là đúng vậy. Chữ như thị của Đức Phật là nói là câu hỏi của ông hay lắm đó, câu hỏi ông đúng lắm đó, rồi ta sẽ gì các ông mà nói thì các ông hãy lắng nghe đây. Đó. Trong cái bản này chúng ta, ta hiểu rất rõ về mặt logic, cái trình tự của câu hỏi và đáp và trả lời của Đức Phật nó logic như vậy. À, còn cái câu này chúng ta thấy làm như là Đức Phật nói bóng gió một cái gì đó. À, nói như thị ta trả như vậy, các ông như vậy, tôi nói nãy giờ như vậy, các vị hiểu gì không? Không hiểu gì hết. À, cho nên khi mà đọc như vậy, để tôi làm sáng nghĩa của cái bên này, thì dịch văn Hán là như vậy đó. À, còn khi qua chuyển ngữ qua cái văn tiếng Anh, dịch từ văn bản gốc của Sanskrit, cho nên khi mà dịch rồi chúng ta đọc vô trong đây, chúng ta cảm nhận được liền Đức Phật đang hứa để trả lời, chứ đâu phải là Đức Phật nói như vậy. Như vậy là sao? Nãy giờ Đức Phật có nói gì đâu mà như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu, đọc qua một cái bản dịch này, cái chúng ta đọc lại đây chúng ta hiểu rằng, mặc dầu đọc trên văn kinh như vậy, nhưng mà đừng khiên cưỡng dịch cái từ như thị này. Một số bạn chú giải, tôi thấy khiên cưỡng để dịch từ như thị này quá, tôi nghĩ là nó không hợp lý khi mà dịch từ như thị ở đây. Câu này tại vì Đức Phật đã có trả lời rất rõ ràng ở trong văn bản này, thành ra chúng ta không có ép để dịch, vì chữ đâu nghĩa đó, không khéo y kinh giải nghĩa thì sao? Tam thế Phật quang, Phật không có ý này mà mình nghĩ thay cho Đức Phật á. Rất là nhiều cái chuyện này. Tôi nghĩ đôi khi Đức Phật không có nghĩ ghê gớm như chúng ta vậy, nhưng mà chúng ta tự lý giải qua nhiều thứ quá. Cho nên ta nói là gì? Cái người mà gọi là viết lời bình á, thì lúc nào cũng giỏi hơn tác giả cả. Tác giả thì đôi khi nghĩ nó chưa hết như vậy đâu, nhưng mà cái người bình á, người ta làm cho cái tác giả trở nên sáng giá hơn. Cho nên các vị thấy rằng kinh điển của Đức Phật á, dài như thế đó, nhưng mà các cái bộ luận á, là còn nhiều hơn những cái kinh gốc nữa. Cái sự chú giải của các tổ sau này á, hay các bậc Bồ Tát sau này á, các vị thấy rằng Đức Phật nói bài kinh ngắn con chút à, qua luận giải kiểu bằng cả một cái cuốn như thế này. Đó là những vị mà thật ra ở đây Đức Phật nói như là tôi nghĩ giống như nước cốt vậy đó, cái cốt lõi như vậy. Và khi quá trình tu tập cái cốt lõi này, các tổ chúng ta chứng đắc để nhận thức ra một biển trời tri thức là như vậy. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý, chẳng phải không? À, nhưng mà có một số trường hợp chúng ta đừng quá ư là ép vần. Chúng ta giải nghĩa rồi căn cứ chữ, chúng ta đôi khi chúng ta làm cho người khác thật sự rất là miễn cưỡng để hiểu về lời dạy của Đức Phật. Mà thật ra Đức Phật đâu bao giờ có tính cách là ẩm ờ như vậy. Tại chúng ta hiểu chưa hết, có thể một phần do chúng ta không phải là chứng đắc. Chúng ta đi vào nghiên cứu kinh điển của Đức Phật bằng hoàn toàn bằng tri thức của chúng ta, bằng sự học hiểu của chúng ta, chứ không phải bằng sự chứng đắc. Nếu chúng ta có sự chứng đắc thì nó không có những cái vấn đề để xảy ra như thế này. À, và cuối cùng ngài Tu Bồ Đề nói sao? Vâng bạch Thế Tôn, con xin vui thích muốn nghe. Và Đức Phật dạy, Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này. Bao nhiêu những loài chúng sinh, hoặc là loài noãn sanh, hoặc là loài thai sanh, hoặc là loài thấp sanh, hoặc là loài hóa sanh, hoặc là loài có hình sắc, hoặc là loài không có hình sắc, hoặc là loài có tưởng, hoặc loài không tưởng, hoặc loài chẳng phải có tưởng mà cũng chẳng phải không có tưởng, thời ta đều làm cho được diệt độ và đưa tất cả vào nơi vô dư niết bàn. À, và Đức Phật dạy tiếp, diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như thế, mà thiệt không có chúng sinh nào là kẻ được diệt độ cả. Đức Phật nói nữa, tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Đoạn kinh này coi như là toát yếu toàn bộ cái câu trả lời ở phía trên. Các vị
hiểu ở một cái cơ bản này mà các vị nắm được trong phần đoạn này, thì các vị lý giải toàn bộ các phần đoạn còn lại của bản kinh này, 28 phần còn lại, trước hết là Đức Phật nêu lục độ chẳng hạn, bố thí chẳng hạn, vân vân, thì quý thầy sẽ hiểu toàn bộ phần sau. Cái này xem như là một phần chính yếu nhất để trả lời cho câu hỏi là vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Các hàng cư sĩ Phật tử, thiện nam thiện nữ, làm sao để an trụ mà làm sao để hàng phục tâm? Đức Phật nói ở đây, muốn hàng phục tâm hay là muốn an trụ tâm thì tất cả những chúng sinh, loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, loài có hình sắc, không hình sắc, vật loài chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đưa hết vào vô dư niết bàn, thì lúc đó được an trụ tâm. Nhưng mà có một số vị phân tích cái câu mà chẳng phải có tưởng, rồi chẳng phải không tưởng, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, cái đó mà những vị nào chia ra làm hai thì nó không hợp. Có những sách khi phân tích chia ra làm hai là một loài chẳng phải có tưởng, rồi chia ra phần nữa là loài chẳng phải không tưởng, chẳng phải không có tưởng, thì cái này nó không hợp. Ở đây chúng ta rằng cái câu kết là chẳng phải có mà chẳng phải không tưởng, chúng ta phải hiểu được như vậy. Đúng nghĩa của nó là như vậy. Cái câu kết thúc là chính loài là gồm là hoặc là loài noãn sanh, hoặc là thai sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là quá sanh, hoặc là có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng mà chẳng phải không tưởng, chỉ có chính à. Cái câu chót này chúng ta phải thấy nó không được tách rời. Chúng ta tách rời như vậy là nó không hợp lý trong văn kinh. Như vậy tôi khoan hãy chia sẻ với quý thầy vào ở trong cái nội dung của văn kinh về mặt cái ý tưởng này là muốn nói cái gì. Nhưng mà trước hết chúng ta căn cứ vào văn tự để chúng ta giải thích cái từ ngữ của chính loài chúng sinh như thế này. Thì bây giờ trong chính loài chúng sinh này là Đức Phật muốn thành Phật, hay là các chúng sinh sau này muốn thành Phật, thì phải độ tất cả các loài chúng sinh này phải vào niết bàn hết thì mới có thể thành Phật được. Nó giống như cầu nguyện của Ngài Địa Tạng vậy đó không? Địa ngục gì không? Thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì ở đây chúng ta đọc câu này chúng ta thấy rằng muốn thành Phật, Đức Phật nói dễ thôi, các ông độ chính loài chúng sinh này vào niết bàn các ông thành Phật chứ đâu gì đâu. Nhanh không? Quá nhanh, quá gọn, dạ, quá đơn giản. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là loài noãn sanh là sanh từ trứng, ví dụ các loại bò sát, hay gà, chim, vân vân, tất cả những loại sanh bằng trứng, thậm chí trong đó cá nữa, tôm, cua, tất cả loại sanh bằng trứng, tức là đẻ ra trứng rồi mới nở con. Độ cho tất cả những loài mà nó có mặt bằng trứng như thế này đi vào hết vô dư niết bàn đi. Nó muốn quá kiếp từ mà trứng mà nó lên người hay là nó chuyển sanh là không biết bao lâu rồi, chứ đừng nói mà tới độ, đúng không? Nó mà Đức Phật nói là độ một loài thôi. Bây giờ quý thầy ở đây chín loài này quý thầy phát tâm độ loài đi. Bây giờ chọn trong chín loài này quý thầy độ loài thôi. Loài người quý thầy độ họ, họ độ thầy á. Nói thật nha, để gọi là độ loài người á ha, tôi nói thật tôi nổi da gà chứ. Đúng là giống như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói là đời ngũ trược ác thế, chúng sinh thế này không dễ độ đâu các vị. Không biết chúng ta độ họ, họ độ mình chúng ta chưa biết. Nhưng mà thật ra là chúng sinh can cường thật sự, không dễ độ tí nào. Tập khí phiền não của chúng sinh một ngày một giây các vị nhớ. Cái này chúng ta nhìn về mặt hiện tượng đi, rồi sau đó chúng ta hãy nhìn về mặt tư tưởng và tu tập. Về mặt hiện tượng, thứ nhất là độ các loài chúng sinh về noãn sinh là như vừa nói rồi. Về thai sinh, về thai sinh như là các loài động vật bốn chân hay là con người, phải không? Tất cả những cái này được sinh ra từ từ bào thai, nói chung là như vậy, phải không? Nữa là gì? Hoặc là loài thấp sinh, tức là những cái chúng sinh các loài côn trùng được sinh từ các loài ẩm thấp. Hoặc là hóa sinh, là được biến hóa sinh ra, giống như là các loài bướm, các loài quân quăng. Và trong đây chúng ta cũng có thể được hiểu là những chúng sinh ở cõi cực lạc phải hóa sanh không? Theo học thuyết của Tịnh Độ, chúng sinh cực lạc có phải hóa sanh không? Do gì sanh?
liên hoa quá xanh là hoa sen. Như vậy thì bây giờ các vị thấy con muỗi nó được sinh ra từ lăng quăng, nhưng mà lăng quăng nó đẻ ra lăng quăng à, lăng quăng đẻ thành gì? Đẻ ra muỗi. Lăng quăng và muỗi giống như bướm và sâu. Các vị nghĩ con bướm nó đẻ ra bơm bướm đúng không? Con bướm không có đẻ ra bơm bướm mà sâu thành bơm bướm. Cho nên các vị biết rằng các cái loại bướm sâu là hóa bướm, cái đó người ta gọi là hóa sanh. Rồi ở đây trong là loài có hình sắc, tức là nói chung cái nào mà không có hình sắc đúng không? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, cái giống gì mà không có hình sắc. Nhưng mà các vị về mặt tư tưởng rồi hồi các vị hiểu cái này hơn. Còn về mặt hiện tượng học các vị ngờ ngợ lắm không? Hoặc là loại không hình sắc. Loại không hình sắc là chẳng hạn như gì? Hả? Ma, phải không? Phải các loại ma không? Hay là các loại chúng sinh ở cõi trời vô sắc là những loại không có hình sắc. Còn những loài có tưởng và loài không có tưởng. Loài có tưởng là ai? Con người có tưởng không? Có tưởng. Thật ra ở đây muốn ám chỉ cho cái gì thì sau này chúng ta sẽ biết. Những loài có tưởng, những loài không tưởng, tức là những loài có, những loài có tình thức, có ý thức, có tư tưởng. Rồi những loài không có ý thức, không có tình thức, không có tư tưởng, cái đó nó giống vô tình quá. Rồi một cái loài nữa là chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng. Thì ở đây chỉ có những chúng sinh ở cõi cõi trời phi phi tưởng thôi. Tức là về mặt hiện tượng giới thì chúng ta xem thấy các loài chúng sinh nó nằm ở trong các cái cõi đời này hay là các cái cõi khác hay là trong các cõi tầng trời, thì chúng ta thấy dường như về mặt hiện tượng nó làm cho chúng ta rất là mơ hồ. Nhưng mà nếu một vị Phật hay là một vị Bồ Tát làm được chuyện này thì vĩ đại không? Vĩ đại, nhưng mà không thể nào làm được. Đức Phật có ba điều tam năng và tam bất năng. Đức Phật từng nói sao? Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Các vị có nhớ là như vậy không? Phật năng độ quần sanh chi tánh là Phật độ tất cả các cái loài chúng sinh, nhưng mà Phật không thể nào độ với những chúng sinh không có duyên với Phật được. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Phật độ nhiều lắm nhưng mà không thể độ tận được cả cõi đời này. Như vậy thì giữa cái ý tưởng đó và ý tưởng kinh này, chúng ta thấy rằng nó phản nghĩa không? Như vậy mà khi Đức Phật có độ hết cả loài người này chưa? Tức là loài thai sanh thôi, ở trong con người Đức Phật độ hết chưa? Mà Đức Phật thành Phật chưa? Đức Phật niết bàn vô dư chưa? Như vậy thì Đức Phật nói không thật. Đức Phật nói láo rồi, đúng không? Phật nói là ai mà muốn thành Phật thì phải độ hết chính loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn rồi mới thành Phật. Vậy Ngài đâu có độ hết tất cả các loài chúng sinh đâu mà Ngài cũng thành Phật đó. Như vậy Ngài nói không thật giữa cuộc đời này rồi, đúng không? Cho nên để căn cứ vào hiện tượng giới mà nói thì hoàn toàn không có ứng hợp được với cái nguyện vọng của Đức Phật muốn nói gì điều này. Thành ra ở đây chúng ta phải được hiểu một cách nôm na là tất cả chúng sanh này là tâm thức của con người chúng ta trong tam giới. Về nguyên tắc, trong các kinh của hệ Hoa Nghiêm chúng ta biết rằng tâm thức của chúng ta biến hóa trong 10 cõi pháp giới, có phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cuối cùng là Phật. Trong 10 cõi giới này là tâm thức chúng sinh biến hiện liên tục. Có những tâm thức chúng ta cao khiết như một Đức Phật, có những lúc tâm thức của chúng ta lợi ích chúng sinh như một vị Bồ Tát, có những tâm thức chúng ta lìa xa chấp thủ và ái nhiễm như một vị Thanh Văn, có những lúc tâm thức của chúng ta là đê tiện xấu xa và thấp kém như một chúng sinh trong địa ngục, có những lúc tâm chúng ta nhơ nhớp như một loại súc sinh, như một loại cầm thú,
Và có những lúc tâm chúng ta hiền lương bình thường như một con người lương thiện, và có những lúc tâm thức chúng ta nó cao khiết thánh thiện hơn một chút như chúng sinh cõi trời. Cái đây trong chính loài chúng sinh này, nếu về mặt hiện tượng giới chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn không ứng hợp với Đức Phật hay là các vị Phật đã thành. Và tôi nói thật với các vị, để thành Phật bằng cách này thì thôi đừng nguyện thành Phật sướng hơn. Không bao giờ có sự kết thúc trong cuộc đời này. Cho nên những cái người mà hỏi với trong Phật giáo những cái câu mà tôi thấy một câu vấn nạn mà nó hơi vô duyên, nó không thực tế, nhưng mà đã từng vấn nạn. Người ta nói như thế này: Đức Phật dạy là tất cả những người tu sĩ là phải đoạn dục, tức là không có sống tình ái tình dục. Vậy thì người ta nói rằng thế giới này là một thế giới phát triển, cần phải duy trì tất cả chúng sinh để có một sự phát triển và kế thừa. Như vậy khi mà đạo Phật nói rằng tất cả những người tu hay là những chúng sinh tu tập để cấm hay là hạn chế điều đó thì làm cho cái thế giới này nó không phát triển được. Cái câu nói này hoàn toàn nói một cái cách gán ép, khiên cưỡng và không thực tế. Dùng một điều không thực tế để hỏi một điều không thực tế là không bao giờ hợp lý. Tôi nói thật với các vị, tôi không nói người đời nha, tôi nói một nhà tu thôi. Trong hàng tu sĩ, bao nhiêu người đi chọn một con đường mà không ngã giữa đường đâu. Các vị cho tôi số lượng phần trăm đi. Hả? 1% quá ít vậy. Trên nguyên tắc, những tu sĩ đi chọn một con đường mà không ngã giữa đường từ 5-10%. Còn phần lớn, hoặc là 1/3 đường, hoặc là nửa đường, hay là mé mé gần trọn đường gì đó, nói chung là tùy. Hoặc là có những lúc nửa đường gãy gánh rồi sau này quay trở lại. Nhưng tôi nói thật với các vị, để gọi là đi chọn con đường, cái số lượng đó chỉ chiếm khoảng 5-10%. Tôi nói thật, ngày hôm nay tôi ngồi trước được với các thầy là coi như là những anh em cùng đồng học với chúng tôi trong quá khứ, tốt nghiệp ra trường mấy mươi người như vậy, khoảng 40-50 tăng thở đó, không có tính chư ni cho trong trọng. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những anh em này lâu lâu mà để thống kê gặp lại, hai bàn tay này tôi đếm dường như chưa chắc đầy. Nhưng mà đi đâu thì tôi không biết. Cho nên các thầy thấy là tại sao số lượng của các tăng sinh ở các trường Phật học quá nhiều, nhưng mà lại lúc nào trong Phật giáo vẫn thiếu người. Chúng ta thấy là như vậy. Tại sao tôi nói cái này? Tại vì tôi muốn nói là cái những người nói mà không có hiểu biết. Tôi nói thật, ngày nào mà cả chúng sinh trên cuộc đời này mà sống đoạn trừ được dâm dục, sống một cách thanh tịnh đó hen, thì lúc đó trần gian này là cực lạc rồi. Thì đừng nói đến cái sự sinh hóa phát triển cuộc đời này nữa. Và lúc đó đã là cực lạc thì chúng sinh nó tự hóa sanh lấy, chứ không cần ân ái của ai cả. Tôi nói thật, nhưng mà làm gì có được chuyện đó. Tôi nói với tu sĩ thôi, nó đã là như vậy rồi thì đừng nói đến chúng sinh trong cuộc đời này. Hay là đừng nói trong đó nó bao gồm những kẻ ngoại đạo hay là những cái người không tu tập, thiếu gì như thế. Đừng có nói một chuyện không tưởng, gán ép đạo Phật dùng một cái không tưởng. Thì về mặt vấn đề lý luận, phải dùng cái không tưởng để trả lời lại với cái này. Người ta nói không thật mà bắt mình lấy cái thật để trả lời với cái không thật làm sao được. Cái đó là sự thật hay là một giả thiết? Nếu cả trần gian này đều tu tập đoạn dục, không có sống dâm dục nữa, đó là giả thiết hay là thật? Hoàn toàn giả thiết. Vậy mà lấy cái giả thiết mà bắt người ta lấy cái thật để trả lời, hoang đường trong vấn đề lập luận. Mấy cái người nói như vậy á là không bao giờ chấp nhận được. Hỏi một câu hỏi rất là hoang đường. Còn nếu để gọi là trả lời, anh hỏi bằng giả thiết, tôi phải trả lời bằng giả thiết, phải không? Phải là như vậy. Cho nên cái câu hỏi này tôi thấy một sự vấn nạn, tức là dạch lá tìm sâu bằng một cách thiếu logic. Thì nói thì cứ nói, mặc kệ. Họ giống như họ lấy cái ngôn ngữ, họ bắt bí họ nói. Bản thân của người hỏi đó có làm được một chút gì trong đó chưa? Tự thân anh làm được một giống gì ở trong đó chưa mà anh hỏi?
Anh mà còn chưa được như vậy, huống gì anh hỏi này để làm gì? Hỏi những cái không tưởng, hỏi những cái không bao giờ là sự thật. Cho nên tại sao tôi muốn nói như vậy? Như vậy thì bây giờ những chúng sinh này muốn độ không có dễ tí nào. Vậy thì bây giờ tại sao Đức Phật độ không hết chúng sinh mà Đức Phật vẫn thành Phật? Mà ở đây Đức Phật phải bảo chúng ta là phải độ hết chín loài chúng sinh này mới thành Phật. Cho nên ở trong đây chúng ta phải được hiểu rằng những chúng sinh loài thai sanh, thấp sanh, quá sanh vân vân, mình phải được hiểu tất cả những này là nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bao giờ chúng ta vượt thoát ra khỏi tam giới này thì hoàn toàn thành Phật. Tất cả những chúng sinh này là chúng sinh tâm trong tam giới. Có những lúc thấp thỏi như tâm của chúng sinh trong địa ngục, có những lúc nhơ nhớp như là những loại thấp sanh, tức là hạ tiện, vân vân, tùy mức độ tâm thức của chúng ta mà chúng ta đưa hết tất cả các loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn. Có nghĩa là làm sao? Làm cho sạch tâm của hồn của mình, không còn một niệm, một chấp ngã, một phân biệt, thậm chí một ý tưởng về hành động đó cũng không còn. Cho nên vượt thoát từ khỏi cái thấp nhất là trong cõi dục, rồi cõi sắc và cõi vô sắc. Thì trong đây những loại có sắc và không có hình sắc, có tưởng và không tưởng, thì cái này á, nó nằm ở trong đâu? Thì cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới chứ đâu. Rồi cuối cùng là chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, này nó thuộc về cái loài chúng sinh cao nhất của tầng trời. Từng tứ không thiền đó là gì? Phi phi tưởng xứ. Phải vượt thoát ra cái này luôn. Cho nên ở đây là nói là chúng sinh tâm, chứ không phải nói hiện tượng giới. Còn hiện tượng giới mà nói độ tận, chúng ta phải hiểu chữ độ tận của Đức Phật là chỗ nào. Chúng ta thấy hành động của Đức Phật độ tận không? Hả? Ai nêu được cái chỗ Đức Phật độ tận chỗ nào? Mời các vị. Tâm Hậu. Có ý tưởng đúng rồi đó, ngồi xuống đi. Thật ra mà nói đó, cái hình ảnh độ tận của Đức Phật là các vị biết không? Độ tận của Đức Phật thứ nhất là độ không phân biệt. Sang, hèn, giàu, nghèo, đẹp, xấu, tất cả mọi thứ không phân biệt là độ tận thứ nhất. Độ tận thứ hai là giống như chú Tâm Hậu vừa nói. Dầu cho một hơi thở cuối cùng mà Đức Phật cũng không bỏ một chúng sinh. Tức là làm việc lợi ích cho chúng sinh đến hơi thở cuối cùng, cái đó gọi là độ tận đó, về mặt hiện tượng. Còn về mặt tâm tưởng, về mặt lý, thì thật sự khi nào thành Phật là khi đó đã độ độ chín loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn. Tức là một tâm thái hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không còn dính mắc, không còn nhiễm ô. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chín loài chúng sinh chúng ta phải được hiểu là phải độ như thế nào để thành Phật. Và phải độ vào vô dư niết bàn. Chúng ta thấy cái từ vô dư niết bàn không? Niết bàn là vô sanh, là tịch tịnh, là ra khỏi rừng mê, là không còn dính mắc, không còn nhiễm ô. Nói chung là một từ trừu tượng. Một từ của tiếng Pali là Nirvana, còn tiếng Phạn là Nibbana. Xin thưa các vị, niết bàn là một trạng thái chứ không phải là một thế giới, là một cái cõi. Ở đây chúng ta đem từ niết bàn mà chúng ta so với cực lạc thì hoàn toàn sai. Không bao giờ đem so sánh một cách khiên cưỡng như vậy. Có những người cố mà đưa ra cái hình ảnh của cực lạc để so sánh với cái trạng thái của niết bàn, và người ta cứ nghĩ rằng niết bàn là một cõi. Như vậy bây giờ nói là cõi cực lạc hay thế giới cực lạc, đúng hay sai? Hả? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà nói là thế giới niết bàn hay là cõi niết bàn, đúng hay sai? Chúng ta phải phân tích chỗ này. Cho nên một khi ai mà lý giải đem niết bàn và cực lạc để so sánh về cấp độ cao thấp của nó, người này không hiểu gì về các từ ngữ của Phật giáo cả. Tự nhiên đem đi một trạng thái so sánh với một thế giới, hoàn toàn là một sự khập khiễng và khiên cưỡng. Cho nên niết bàn chỉ là một trạng thái của tâm thức, trạng thái của người đã được giác ngộ hoàn toàn,
trạng thái của người không còn nhiễm ô, trạng thái của người hoàn toàn tịch tỉnh, trạng thái của người chấm dứt phiền não, trạng thái của người không còn ái thủ, trạng thái của những người không còn vô minh. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì trạng thái này nó có thể nó tồn tại khi chúng ta còn có mặt trên cuộc đời, hoặc là sau khi chúng ta qua đời. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng về Niết Bàn, trên nguyên tắc của Nguyên Thủy Phật Giáo chỉ có hai thôi: Niết Bàn hữu dư và Niết Bàn vô dư. Trên Đại Thừa có hai nữa, là Niết Bàn gì? Bản lai tự tánh thanh, thanh tịnh Niết Bàn, và vô trụ xứ Niết Bàn. Cho nên trong cái quan điểm Niết Bàn của Đại Thừa thì có thêm hai phần đó nữa. Thì một cái Niết Bàn, bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn chỉ cho cái tính chất bản thể Niết Bàn trong tất cả chúng sinh, cái này khỏi cần nói. Còn mà cái vô trụ xứ Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn của các vị Bồ Tát khứ lai tự tại, trong mọi phương sở, mọi trú xứ đều bình an, tịch tịnh, giải thoát cái Niết Bàn của các vị Bồ Tát. Còn hai cái căn bản nhất là vô dư y và hữu dư y. Trong cái phần chia sẻ về vô dư và hữu dư này cũng có nhiều bậc tôn túc dịch giảng và nhận định về hai từ này cũng có những sự khác biệt nhau. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta thường học, chúng ta được biết hữu dư y Niết Bàn là Niết Bàn còn sanh thân, và dư y Niết Bàn là Niết Bàn không còn sanh thân. Như vậy thì bây giờ Đức Phật khi chứng đạo giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đắc Niết Bàn chưa? Niết Bàn đó gọi là hữu dư. Có nghĩa là trên nguyên tắc từ ngữ chúng ta được hiểu thì Niết Bàn của Đức Phật là Niết Bàn hữu dư, bởi vì Đức Phật còn mang sanh thân. Và sau khi Đức Phật nhập đại Niết Bàn thì gọi là Niết Bàn vô dư. Thì cái từ thông thường được hiểu là như vậy. Còn có những vị thầy dịch giảng thêm cái này nữa là cái hữu dư vô dư nó không mang cái nghĩa là còn sanh thân hay là không còn sanh thân. Khi đạt đến trạng thái Niết Bàn là hoàn toàn như nhau. Cho nên ở đây cái hữu dư là có nghĩa là còn dư báo nghiệp lực của nhiều kiếp trong quá khứ. Mà ở đây một cái bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh chú giải về Kim Cương Năng Đoạn, thì ở đây Ngài có nói như thế này, giống như cái quạt vậy đó, chúng ta tắt điện rồi nhưng mà quạt vẫn còn quay. Thì cái quạt quay đó Ngài cho là hữu dư, tức là đã tắt điện rồi nhưng mà cái chớn quạt vẫn còn. Có nghĩa là một vị Phật hay là một vị Thánh đã chứng đắc Niết Bàn rồi, nhưng mà về vấn đề quả báo nó còn. Giống như Ngài Mục Kiền Liên hay là Đức Phật bị kim thương mã mạch, tất cả những cái đó Ngài cho đó là hữu dư. Và một người chứng đắc Niết Bàn hoàn toàn không còn dư báo, tức là trong tập nghiệp của quá khứ, thì cái đó Ngài cho là vô dư, cho dù người đó còn sống hay sau khi qua đời. Thì ở đây là trong các lý giải, nhưng mà trên nguyên tắc các bản kinh tôi nghiên cứu trong hệ kinh Nikaya và những bản chú giải của quý hòa thượng quý thầy theo truyền thống, thì chúng ta được hiểu Niết Bàn hữu dư là Niết Bàn còn sanh thân, hay là cái từ chuyên môn là sanh y. Còn Niết Bàn vô dư là Niết Bàn không còn sanh thân, tức là không còn chỗ nương tựa, tức là không còn thân năm quẩn để nương tựa, để tồn tại, cái đó gọi là Niết Bàn vô dư. Thì chúng ta được hiểu một cách thông thường như vậy. Vậy thì bây giờ tất cả các loài chúng sinh này phải đưa vào vô dư Niết Bàn, có nghĩa là ở một Niết Bàn không còn dấu vết, giống như đại tịch diệt của Đức Phật vậy đó. Một Niết Bàn không còn dấu vết, không còn chỗ nương tựa, không còn phương sở, tức là tất cả các loài chúng sinh này mình đưa hết vào đó. Mà ở đây Đức Phật dạy sao? Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh như thế, mà thật không có chúng sinh nào là kẻ được diệt độ cả. Nghe nhỉ? Độ tất cả chúng sinh này vào hết vô dư Niết Bàn mà không thấy một chúng sinh nào được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Chắc chắn phần này cái tiết sau chúng ta học, nhưng tôi muốn giải thích trước cái phần này của chúng ta thôi. Tức là diệt độ vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh như thế mà không có chúng sinh nào được diệt độ. Cái câu này chúng ta thấy nói lên cái gì?
không chấp, không dính mắc, mà có gì để chấp và dính mắc đâu. Tất cả các pháp là chúng sinh tâm, chúng ta nên hiểu tâm chúng ta là tâm, nó tự sinh và nó tự diệt. Quý thầy nên để ý cái chỗ này. Các thầy muốn đoạn một cái tâm thức bất thiện của các thầy mà các thầy dùng cả năng lực để đoạn, không bao giờ các thầy đoạn được. Càng cố quên là trong lòng nhớ thương, nên nhớ là điều này, phải không? Câu này phải là những người có nghiên cứu và tu tập mới hiểu là cái này. Câu đó là câu rất là bình thường. Khi cố quên là trong lòng nhớ thương của một bài hát, chúng ta từng nghe như vậy, chứ chúng ta nói hay ta, các nhạc sĩ này soạn nhạc tâm lý ghê đó. Nhưng mà cái này là cái mà để gọi là tu tập đó. Quý thầy càng kiềm chế tâm mà bóp chết tâm, hay là các thầy càng đè nén tâm, đó là cái nguy hiểm của đường tu. Mấy thầy nhớ chỗ này như vậy. Cho nên các thầy nên hiểu là như vậy. Các pháp trong tâm là các pháp tự sanh và tự diệt. Ví dụ bây giờ các thầy đang ngồi trì chú, hay là các thầy đang ngồi niệm Phật, hay là các thầy đang ngồi tham thiền, nhưng mà một ý tưởng nó khởi lên trong lòng, các thầy có biết không? Biết, nhưng mà trước khi nó khởi các thầy có biết không? Hay là các thầy có muốn nó khởi không? Hoàn toàn không. Nhưng mà lúc đó các thầy ca cố mà đè nó xuống, các thầy đè được không? Không bao giờ được. Các thầy càng đè nén ý tưởng, càng đè nén vọng tưởng, thì vọng tưởng nó càng mạnh lên. Cái này là chuyện mà chúng ta phải hiểu là như vậy. Còn nếu các thầy tự đơn giản quá, giống như là Đức Phật dạy trong đây, diệt vô lượng vô số chúng sinh mà không có một chúng sinh nào là kẻ được diệt cả. Thật ra các pháp nó tự sinh khởi, nó không có nguồn gốc, nó không có phương sở mà. Rồi sau khi nó mất, nó có cái chỗ để nó mất không? Nó có cái sọt rác để nó vô trong đó nó nằm không? Hoàn toàn không. Một ý tưởng mất đi, các thầy thấy cái vị trí nó ở chỗ nào không? Hoàn toàn không. Rồi khi nó sanh khởi, các thầy thấy vị trí nó xuất phát từ đâu không? Ở đây nó không có gốc mà nó cũng không có ngọn. Nó không có đầu và nó không có mối. Nó là những ý tưởng một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà con người chúng ta sao? Bám vào ý tưởng đó là bắt đầu có chỗ trụ. Nếu trụ tâm mà có chỗ trụ như vậy là tâm còn sanh diệt. Mà nếu tâm còn sanh diệt thì đố các thầy được an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Các thầy nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các thầy phải hiểu là cái gì? Khi tu tập, đè nén tâm là một điều trong nhà thiền hay là trong phương pháp tu tập không có chấp nhận bao giờ. Đè nén nó sẽ trở nên tức nước thì dở bờ. Cho nên có những vị, các vị thấy rằng tại sao một vị thầy công phu tu tập mình thấy miên mật, đụng một hôm nào đó tự nhiên mình thấy thầy đã sinh hoàng tục. Chuyện này chúng ta chới với trong đầu, chúng ta nói làm sao? Trời ơi, ông thầy này á, huynh đệ tôi đó, hồi đó ông tu tập tốt dữ lắm đó, ông ngồi thiền trên 24/24 đó, lúc nào cũng thấy tụng kinh bái sám ngồi thiền tu tập. Trời, mà tự nhiên hôm nay á, ông ra đời tôi cảm thấy ngỡ ngàng luôn á. Quý thầy không có ngỡ ngàng cái này mới đúng, thấy không? Tôi ngày xưa tôi học với một vị thầy huynh đệ với tôi. Vị thầy này có được một điều rất đặc biệt là ngoài giờ lên lớp xong là xuống là ngồi thiền liền, lấy cái bồ đoàn lên ngồi thiền liền, rất là lạ kỳ như vậy. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp rồi 3 tháng sau nghe cưới vợ. Không ai hiểu nổi, mọi người cứ chới với rằng trời ơi, ngày xưa trong trường á, ổng là tu nhất, mà mọi người gọi ổng là thiền sư. Gặp cái nói thiền sư, ngồi thiền cho thiền sư, vừa ghẹo mà cũng vừa nể. Có ghẹo đó, nhưng mà có nể, tay huynh đệ mà. Lúc nào ổng cũng ngồi thiền á. Lên lớp học thì thôi, mà xuống là gác chân ngồi thiền. Ngoài giờ ăn, ngoài giờ tu rồi thôi thì ra đằng sau giường kiếm bóng mát nào đó, gác bồ đoàn ngồi thiền. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình kính mến vô cùng. Nhưng tự nhiên tại sao mà đụng cái, đúng ra là vị thầy này sau khi ra trường về chắc trở thành một nhà mô phạm, một con người lãnh đạo tài ba và chân chính để dẫn dắt tín đồ tu học. Mình cảm thấy trong lòng là chắc tuyệt vời như thế lắm. Nhưng mà tại sao là mới ra trường 3 tháng ngày đám cưới? Tôi muốn nói với quý thầy cái gì? Cái đè nén tâm á, nó là như vậy. Quý thầy đè nén tâm á, là tức nước sẽ dở bờ. Quý thầy sẽ kiềm chế bằng cái tính cách là đè nén những ý niệm. Ví dụ quý thầy mà tham tâm, quý thầy muốn ăn cắp đồ của ai, mà quý thầy cứ đè nén kiềm chế cái tham tâm này lại, thì
thì quý thầy kiềm chế được hôm nay chứ chắc gì quý thầy kiềm chế được ngày mai. Nhưng mà mỗi một lần kiềm chế đó là quý thầy đã làm cho cái sức của nó mạnh lên, cái sức của tham nó mạnh lên, đè nén á, các thầy sẽ dồn nén cái ý niệm mạnh lên, cho nên lần sau sẽ khó hơn lần trước. Cho nên lần đầu các thầy chiến thắng à được đó, nhưng mà lần hai trầy trật một chút, lần ba khó hơn một chút, lần thứ tư chết luôn. Có phải vậy không? Tại vì sao vậy? Cái sức đè nén của mình thì mỗi ngày mình lại yếu dần, nhưng mà cái sức mạnh của những cái tập khí đó đó, mỗi một ngày nó lại mạnh dần. Cho nên đè nén không phải là một cái tốt trong con đường tu tập. Đè nén phải là cái tốt, mà quý thầy phải nhìn nhận ở cấp độ là các pháp sinh là từ đâu và các pháp diệt từ đâu, và các thầy cứ nghĩ rằng con người của mình nó sinh diệt là do cái gì. Tôi nói thật với quý thầy, bình thường gì quý thầy có cảm nhận rằng quý thầy tham dục, tham ái, sân si hay là đố kỵ gì không? Bình thường các thầy lấy cái tâm nhìn ngoài đâu, con mắt các thầy, cái miệng các thầy, lỗ mũi các thầy, thân xác các thầy có đòi hỏi bất cứ những cái gì về cái hướng mà tham sân si đó không? Tu tập kinh nghiệm như vậy là chưa đúng, thấy không? Nếu để tâm ra nhìn vào bản thân này nó không yêu cầu bất cứ cái gì cả, nhưng mà có gán cái anh ý thức vào thì bắt đầu tâm sanh là chủng, chủng pháp sanh là chỗ này, là bắt đầu có sự sanh khởi, bắt đầu có sự phân biệt. Cho nên ở đây sau này trong một bài giảng tới, tôi sẽ cùng chia sẻ với quý thầy trong cái kinh nghiệm tu tập và nhận thức và chuyển hóa của chúng ta về tâm thức hay là về kinh điển Phật dạy như thế nào. Tôi chia sẻ chọn các vị trong một cái bài giảng tới để nó nằm trọn vẹn hơn. Còn hôm nay mang tính cách giống như là phân tích từ ngữ như một ý dẫn nhập mà thôi, để chúng ta thấy rằng tại sao diệt độ vô lượng chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào diệt độ. Và nếu các vị còn thấy được như vậy thì các thầy còn sẽ còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Và ở trong kinh này còn bốn tướng này thì không thể nào có thể độ sinh được, không phải nào được an trụ tâm được, không thể nào hàng phục tâm được. Cái chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng của chúng ta. Thì khi cái bản kinh này học, rồi trong phần sắp tới giữa kinh điển, kinh nghiệm tu tập và nhận thức như thế nào, tôi sẽ cùng chia sẻ với quý thầy để chúng ta rút ra được một phương thức. Chúng ta là những người đồng học, đồng tu giống như nhau. Trên con đường lý tưởng chúng ta giống như nhau. Chúng ta cần có những cái chia sẻ về mặt kinh nghiệm để chúng ta có thể cùng dìu nhau trên con đường tu tập. Ai đi trước, ai có kinh nghiệm trước, ai có một hiểu biết nào đó trước, thì kinh nghiệm để cùng giúp đỡ, chia sẻ với huynh đệ mình trên con người đi sau, để tất cả chúng ta đều tránh đi những cái điều đáng tiếc trong cuộc đời tu hành. Đó là điều mà mong mỏi của chúng tôi trong bản kinh này. Thời gian không còn thì chúng ta khép bản kinh lại tại đây. Lần tới chúng ta sẽ học phần còn lại. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng